Con chào sư, mong sư giải đáp thắc mắc giúp con. Do nhân gì mà người nam lại bị nam căn khiếm khuyết? Trong kinh Tạng Nikaya, Đức Phật có đề cập vấn đề này không? Do nhân gì mà lại có người đồng tính? Thì cái sự kiện này á, là ở trong thứ nhất là sư phải có cái lời nói trước là sư không hề có sự kỳ thị gì đối với giới LGBT nha. Sư chỉ nói là trình bày theo ở trong kinh Tạng thôi. Là ở trong cái giới tà dâm á, nếu như mà phạm giới thì có hình như là 11 cái quả báo, rất nhiều quả báo. Thì trong đó có một loại quả báo là chúng ta sẽ sanh ra làm người có giới tính không rõ ràng à. Đó. Rồi một cái nghiệp nữa là khi chúng ta nhiều dục á, thì cũng sẽ dễ sanh vào hạng người. Một là người nữ, hai là người có giới tính không rõ ràng. Và nhớ khi sư nói như vậy không có nghĩa là sư nói là người nữ là do tại ác nghiệp của họ nha, không có. Đôi khi là nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà ý sư là khi chúng ta làm cái quả bất thiện, nó có thể dẫn tới nhiều quả báo. Và một trong số đó có thể dẫn tới quả báo là giới tính không rõ ràng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.